Rồi hello, xin chào cô chú anh chị ha. Thì hiện tại em đang ở xã Mỹ Thạnh, Bà Triệu, Bến Tre, đang bán giùm anh chủ nhà bộ mấy con của chú chị. Đó, con mẹ kem. Đó, đẻ ra con được kem, ý con cái kem. Đó thì con cái kem này được 1 tháng 10 ngày. Đó, mẹ này đang giữ con cái kem này lứa đầu tiên của chú anh chị. Đó, mẹ thì hiện tại mẹ mới rớt một đôi răng ha. Đó, chiều cao của con mẹ là em đo 1m4. Đó, con mẹ này thì thằng nhất của cô chú anh chị. Rồi bây giờ em sẽ gửi hình ảnh và giá cả bộ mấy con này cho cô chú anh chị xem ha. Đây của chú chị đó, tại vì tội mới mưa xong nên em không có dắt ra ngoài được nên em quay trong chuồng luôn đó mẹ nè. Đó thì con mẹ này đang giữ con cái kem thì lứa đầu tiên, nó thì hiện tại nó hiện tại thì nó mới rớt một đôi răng của chú chị. Đó, chiều cao của nó là em đo 1m4 đó cô chú chị, tại vì em mới nghe điện thoại ha. Đó, thấy con mẹ không, mẹ là thằng nhất nha cô chú chị. Đó thì con nó thì được 1 tháng 10 ngày. Đó thì con cũng lực lạc này, thấy chưa. Đó con cái thì nó F2 nên đẻ ra lông nó không có nhuyễn như cái loại F1 của chú chị. Đó nhưng mà cái con này thì kem này là kem muối nè. Đó tại con nó còn nhỏ nên nó chưa lên muối của chú chị. Đó thường thường F2 mấy con bò muối thì xương sóc nó không có to ha. Đó nhưng mà nó sẽ nó tầm khoảng 2 tháng hay tháng mấy thì nó sẽ lên muối. Đó thì cô chú anh chị nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại em để trên màn hình. Đó, con mẹ nè, mẹ thằng nhất nè. Thấy mẹ tướng tá thùng dạo không? Đó. Đó thì bộ mẹ con này anh muốn bán với giá là 45 triệu. Đó nếu cô chú anh chị nào muốn mua thì cứ liên hệ số điện thoại em để trên màn hình ha. Đó còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, sẽ nhắn tin số anh chủ nhà cho cô chú anh chị mình điện trực tiếp. Đó nói chung thì em ghi hình cảnh vậy thôi, còn mua bán thì em sẽ cho số cô chú anh chị điện anh chủ nhà trực tiếp ha. Đó muốn thương lượng tiền xe tiền ấy gì đó. Đây con mẹ nè, mẹ đóng cái bộ sừng rất đẹp. Đó nói chung thì con mẹ này xe mặt thì đóng ở tên ở trên ở tên đỉnh này gì cô chú anh chị, anh em không đứng chìm chòm em cũng thấy cái xe mặt nữa. Đây xe lưng. Đó mẹ xe lưng thì nghiêm chỉnh nè. Mẹ này đang rụng lông nữa gì mà. Đó tàn sát. Có xương sóc thì hết nói luôn. Mẹ thì xương sóc to ha. Mẹ này thì tàn nhất. Đó còn mà mẹ mà nó cao 1m4 thì nói chung thì cũng hiếm ít chứ. Cũng có chứ không có, nhưng mà ít có con bò nào cũng cao 1m4 nhiều lắm nghe cô chú chị, thường thường 1m3 mấy thì nhiều. Nó 1m4 thì nói chung thì cũng ít bò lắm. Đó thì con mẹ này thì em quan sát là con mẹ thì 4 vú nè. Đó, vú đều rang ha, bò tơ. Mới đẻ lứa đầu tiên. Đó hai chân sau. Đó mẹ này thì móng sò cùm đứng thẳng ha. Đó. Đây coi xương sóc lại đùi nữa nè. Hết ăn không? Đó còn con để em quay lên con chỉ đi. Đây con nè. Đó. Con lưng thì cũng lưng đôi ha, nhưng có cái lông nó hơi ấy, nó chưa rụng ba lông máu của chú chị nên nó chưa được mướt ha. Đó thì có nhiều của chú anh chị nuôi bò cũng biết những con bò F2 như thế này thì nó hiện tại thì chưa rụng ba cái lông máu nó đó. Nên nhìn nó không được bóng bò thôi. Đây. Thì đuôi mẹ nè. Đó thấy cái ngang của mẹ không? Đó cô chú chị thấy cái ngang của mẹ hết ăn không? Mẹ này thì dài đòn. Xương sóc thì to ha. Em quay cái đít lưng của mẹ này cho cô chú chị coi đó. Thì nói chung nó ôm con thì nó hơi cũng không được bóng láng như những con bò mà tơ với ôm chữa đâu cô chú chị. Đó nhưng mà thấy cái ngang với cái lưng cái đít của nó nè. Đó thấy chưa. Đó thì bộ mẹ con này anh bán với giá là 45 triệu. Đó thì cô chú anh chị nào muốn mua thì cứ liên hệ số điện thoại em để trên màn hình ha. Đó thì nói chung thì con mẹ này thì sắc nhất đó. Đó thì đối với những con bò đã lòi như thế này thì bên em sẽ bao cho cô chú anh chị mình bao lòi trong vòng 3 tháng ha. Đó nếu về có lú hí tục tặc lú hí gì thì cô chú anh chị chụp hình gửi cho em rồi em sẽ xác minh, sẽ bắt bò về hoàn tiền bò và tiền xe đủ cho cô chú anh chị mình ha. Đó cái lưng nè, cái sân lưng nè. Đó qua cái lưng nữa mà em nó tròm lên luôn cô chú chị. Đó.
Cái mưa gió không có dắt ra ngoài được. Đó. Thấy mẹ không? Đó mẹ em hiện tại là nó mới rớt một đôi răng. Lấy hết tướng mẹ nè. Đó thấy chưa? Đó thì cô chú anh chị nào muốn mua thì cứ liên hệ số điện thoại em để ra màn hình. Đó, chân trước nè, xương sóc nè. Đó thì con mẹ này là tầng nhất. Đây vú. Đó, bốn vú ha. Còn rúng nè. Đây còn con. Đó, con được 1 tháng 10 ngày. Thì con em quan sát là chân móng hoàn thiện nè, không có bị ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì ha. Đây sân lưng của con đây. Đó. Chỉ mùa đực này. Nó thì anh tính bán là anh mua, hiện tại giờ thì bò đực nó cũng rớt giá nên anh bán là anh gom gom mấy bò đực về anh nuôi. Đó, anh muốn chiếc bộ mấy con này anh bắt bò đực về anh nuôi cô chú anh chị. Lưng nè, lưng bò con nè. Thấy chưa? Đây con mẹ. Mẹ tàn sát hết thằng không? Dài đòn thì khỏi nói luôn. Đó, mẹ này nói chung mẹ thì đóng bộ sừng thì rất đẹp của chú anh chị. Nó cũng ít con bò kem nào đóng cái bộ sừng này lắm ha. Ừ, mặt mày. Đó. Mặt mày đóng bộ sừng đẹp ghê không? Đó thì cô chú chị nào muốn mua thì cứ liên hệ số điện thoại em để làm hình ha. Đó, báo giá lại bộ mẹ con này có giá là 45 triệu. Đó, thấy chưa? Tướng tá đẹp. Dài đòn. Đó, mới đẻ lứa đầu tiên luôn. Mới rớt một đôi răng luôn. Còn con thì lưng đôi. À, chú chị thấy lưng đít đó nè. Đó, dài với đít là bằng nhau luôn á. Rồi thì hình ảnh và giá cả của bộ mấy con này thì em cũng gửi đến đầy đủ cho cô chú anh chị mình rồi. Đó thì nếu cô chú anh chị nào muốn mua thì cứ liên hệ số điện thoại em để trong màn hình nha. Đó còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em sẽ nhắn tin số anh chủ nhà trực tiếp cho cô chú anh chị mình điện trực tiếp ha. Đó thì cái kênh của em mua bán là hồi nào cũng sẵn sàng cho cô chú anh chị mình điện gặp chủ nhà trực tiếp hết. Đó chứ em ít khi nào em đứng ra em bán ha. Đó còn chủ nhà nó bớt thì em bỏ bớt, còn không thì em nói không. Đó kênh của em là mua bán công khai chứ không qua tay qua chân gì hết á cô chú anh chị, khỏi lo phần đó. Nó thấy mẹ không tàn sát không? Đây con. Đây mẹ coi. Đó. Con này bảo đảm nữa khoảng 2 tháng tới lên là con này lên múi đó cô chú chị. Con khá đẹp ha. Đây, chân móng nè. Rúng. Cái sân lưng thì lưng đôi, lưng dai bằng nhau luôn. Nè. Rồi thì hình ảnh và giá cả bộ mấy con này em cũng gửi đến đầy đủ cho cô chú anh chị rồi. Đó bây giờ để em kết thúc video ha. Xin chào cô chú anh chị.